Trà sữa em chất lượng lắm, không cần phải trang trí. Mày để tin info nhỏ đó đúng không? Sao chị biết? Em mời mấy anh mấy chị. Em xài mùi nước hoa gì thơm quá vậy. Con này bán trà sữa như chơi đồ trời. Hai Bình ha, vẫn như cũ hả? Ken, chào người anh em thiện lành. Khỏe không bạn? Khỏe bà đây. Của anh 400. Nên mùi có hai chai là 400 ngàn. Người gì đâu mà đi đứng không mắc mũi gì trơn vậy? Đâu mà ra cô gái vừa mạnh mẽ mà vừa quyến rũ như vậy chứ. Mai em khai trương sớm đó. Ủa rồi không trang trí gì luôn? Thôi, trà sữa em chất lượng lắm, không cần phải trang trí. Ờ, cũng tùy. Em về nha, ba chị. Ba em, nhỏ về thấy sợ. Thôi cái gì vậy? Ôi chị. Ờ thôi, thôi, chị... thôi, 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 thôi. Mày đang xin info nhỏ đó đúng không? Ôi sao chị biết? Nhìn trên mặt mày kìa, hai chữ mê gái rõ ràng. Ê, có đâu. Có đâu gì. Mời nó khai trương á, rảnh ghé chơi. Nhìn á, cũng lanh lẹ. Mà bị cái bye bye sao không vậy? Bye hả? Ừ. Mà tao kệ đi, thì chị cũng cho em số điện thoại hay Facebook gì nó để em liên lạc. Ủa mày ở không à? Mày thích nó mày tự đi tìm hiểu nó, tự nhiên tao đâu có sẵn cho mày vậy. Mày mệt rồi, tao đi chợ. Đi đi mà. Mời gì muốn trà sữa đâu. Đi đi mà, tao năn nỉ. 50 rồi đó. 100 rồi đó. Bây giờ bao trà sữa xong cho đứa 200 ngàn đem về thì hên xui. 200 hả? Chơi. Đi. Có bạn bè như ba đứa này chắc bền. Thôi kệ. Mời mấy anh mấy chị. Uống đi. Nhìn gì dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì hả? Mặt em dính xinh á. Làm mắc cỡ quá à. Ủa mà mấy bạn bị sao vậy? Nhưng mà em xài mùi nước hoa gì mà thơm quá vậy. Mùi nẹp bí mật nha. Ôi stop đi bay. Tính tiền lẻ đi về đi, tao ngộ độc quá. Tao ngồi đây tao không có thích thở được cái không khí chỗ nào hết trơn hết bay. Đúng rồi. Trời đất ơi, chị nói làm sao vậy chị? Em mới khai trương mà chị nghĩ làm sao mà chị nói ngộ độc này ngộ độc nọ. Lỡ ai khách hàng người ta nghe được em ế rồi sao? Em mà ế là em phế chị luôn đó. Ừ. Bán trà sữa mà, chứ đâu phải giang hồ đâu. Giờ muốn gì? Thôi. Chúc mừng cô chủ thương thương cô nương. Ôi trời đất ơi, quý hóa quá, lâu ngày mới gặp anh. Vô đây, vô đây. Con này bán trà sữa như chơi đồ trời. Dám lắm á, thực sự nó không bình thường. Đó là sự thật. Tại tụi bay đó. Khai trương ok không? Cũng lai rai, cũng vậy. Được lắm. Vậy hai Bình ha, vẫn như cũ. Dạ, được. Vô chơi đi anh, lát kem lấy ra cho. Ok. Dạ. Hả? Ken. Xin chào người anh em thiện lành. Khỏe không bạn? Khỏe bà đây. Khỏe hả?
Vậy sao không thấy đi thăm mấy anh em huynh đệ vậy trơn kìa? Ai có một thời trẻ trâu mà, giờ mình trưởng thành rồi bạn ơi. Trưởng thành là mình nói không với xà cân hả? Nè, của anh 400. 400? Dạ. Đây. Cảm ơn anh, mốt nhớ ghé lại nha. Tất nhiên rồi. Buôn bán tốt nha. Dạ. Bye bye. Dạ. Bye bye anh em thiện lành. Ê tụi bay, nó mua có 2 chai à, mà 400 ngàn. Mình ở đây tới 4 ly rồi. Chết mày rồi, Tilo. Thôi mày đi về cho mày. Ừ, lẹ đi. Em đi ơi, tính tiền. Ê, mày quen thằng má à? Ngày xưa thôi. Của mọi người, 80 ngàn. Ừ? Có 80 rồi mà. Ủa? Hồi nãy anh thấy em bán cho thằng kia 2 chai, mỗi chai 200 ngàn. Mà bây giờ ở đây anh 4 ly, mà em tính có 80 ngàn. Có ưu ái gì không bác? No. Sữa của ảnh là hạng thương gia, còn sữa của mọi người chỉ là hạng phổ thông, không hành lý. Ê, không mấy mình bán buôn mình bớt chơi đồ đi đâu. Không có. Em khinh thường tụi anh không có tiền hả? Ủa? Cho anh một bình y chang như vậy. Sữa đó mắc lắm. Anh có tiền uống không? Nhưng mà không phải tự nhiên không mà có nha, phải đặt trước á. Thôi, đi về. Lẹ. Bò luôn đó. Cái con gì mà xinh xinh gì đó, nó chê tao không phải là đại gia tụi bay. Làm gì vậy? Đào. Ê, mà tao thấy nha, hồi trước tao tưởng con Trâm Anh là khùng nhất rồi, nhưng mà từ ngày tao gặp con đó tao thấy nhà này không có nghĩa lý gì vậy. Mai mày đi khám mắt đi Tilo à. Tao thấy dạo này gu của mày ấy nó kỳ lắm mà nghe. Tao thấy nó cũng được mà tụi bay nói gì vậy. Được á, tao thấy nó có thần kinh bị vấn đề thì có chứ đâu mà được. Cười gì vậy? À Ken à, mày với thằng Tỏi Tép gì đó là quan hệ sao vậy? Tính đi đánh ghen à? À thì ngày xưa tao với nó chơi chung trong cái hội thanh niên chuyên cần, mà từ ngày rửa tay gác kiếm giờ cũng đâu liên lạc lại đâu. Hàng chi thấy mắt mà hãy lim dim. Do béo hiếp mắt. Mùa gì? Dạ có mùa không? Có. Em tới quán trà sữa, em mua trà sữa, chứ chẳng lẽ em mua rượu chuối hột hả chị? Mời vào. Cảm ơn. Em có sao không nàng thơ? Dạ em không sao, tại cái quần em nó hơi dài á. Vậy hả? Rồi cái quần này hư nè. Uống trà sữa không? Dạ thôi, em mới mua rồi. Thì trong lúc chờ uống của anh nè, chiêu lắm. Dạ thôi, má em dặn á là không có được uống đồ của người lạ. Người lạ? Anh là người lạ hả? Vậy anh cho em mượn bờ vai. Em đi câu cá đi cho má nấu canh chua, làm sao có được kha kha đi cho má nấu canh chua. Ô kì con cua, ô kì con cua. Em gái em đi đâu đấy? Thank you.
Sao nó gượng dữ mày? Tao không biết. Má mệt. Bắt ngay bắt mặt mà ăn cướp hả mày? Đó. Em cảm ơn anh. Làm gì mà tới mười cũ gì vậy? À không, em đi chợ để mua đồ về pha chế thôi à. Trời, 10 triệu là ít rồi đó anh. Cũng may là có anh, không là mất 10 triệu rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Nên cảm ơn anh đi chứ. À ha, em quên nữa. Hay là em mời anh về quán em uống trà trưa miễn phí được không? Thứ lỗi, anh có việc bận. Nếu được, em cho anh xin số phone hoặc là Facebook. Khi rảnh, anh sẽ ghé qua. Dạ, cũng được. Nè, anh lấy đi. Cảm ơn anh, hẹn anh gặp lại. Cáo từ. Bye bye anh. Tụi bay ơi, cô bé xinh xinh của tao là bị người ta bơm 100 chai trà sữa nữa rồi đó. Trời, thằng nào chơi ác vậy? Còn ngáo đấy thì bơm hàng cũng là bình thường thôi chứ có gì đâu. Nói gì vậy? Xuống tiền giải cứu trà sữa liền, cho nó hết coi thường mày. Mày điên hả? Rồi mày ôm nguyên đống đó về uống cho chết hay gì? Mày biết gì chuyện đàn ông tao mày nói? Đúng rồi ông ạ, cơ hội không đến với ai nhiều lần trong đời đâu. Cái thùng này 20 triệu đó. Cái gì? 20 triệu hả? Ừ, trà sữa hạng thương gia mà, bao ngon. Uống một cái là mê tới già. Anh có thể bán lại cho người ta nha. Nhiều khi người ta còn mê nữa đó. Có khi hả sẽ hợp tác làm ăn với anh. Nhưng mà bây giờ anh không có tiền mặt thì sao? Trời ơi, thời buổi này mà còn tiền mặt chi nữa. Chuyển khoản đi anh. Rồi á. Ơ, vô rồi nè. Cảm ơn anh nha. Trời ơi, anh đã cứu em một mạng rồi. Rồi giờ còn cứu thêm túi tiền cho em nữa. Thiệt á, thương ghê. Thôi, em về em nấu trà sữa cho các thượng đế đây. Anh về đi. Vậy thôi, anh phụ em khiêng về nấu trà sữa phụ em luôn. Thôi, không cần đâu. Chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà con gái. Anh lo làm gì? Về đi anh. Bây giờ lấy được tiền rồi, muốn đuổi tôi chứ gì? Anh nói vậy là nghĩ oan cho em mà đó. Chào anh. Chào chị.
mọi người đông đủ quá vậy? Mọi người uống trà chữa hả? Hành vi phạm pháp của cô đã bị tôi phát hiện rồi. Trong ngày khai trương, tôi đã để ý cô. Cô có những biểu hiện không bình thường, giống như người đang phê thuốc. Em mà ế là em phế chị luôn đó. Tỏi đi vào quán với trạng thái không hề tỉnh táo. Và mua trà sữa của cô giống như đã khá quen thuộc. Hai bình ha, vẫn như cũ. Dạ, được. Đặc biệt giá chai trà sữa của Tỏi cao gấp 10 lần ly trà sữa của chúng tôi uống bình thường. Của anh, 400. 400. Khi cô hắt tóc, tôi đã thấy ngửi mùi thuốc lạ từ tóc của cô. Rất giống một loại chất gây nghiện mà giới trẻ hay xài, đó là xà cân. Em xài mùi nước hoa gì mà thơm quá vậy? Mùi này bí mật nha. Vì giống với mùi này nên tôi đã ngửi thấy liền. Tình cờ Tỏi là biết Ken. Và Ken nói về việc từng chơi chung với nhóm thanh niên chuyên cần của Tỏi. Nhưng sau đó không giao du nữa. Ngày xưa tao với nó chơi chung trong cái hội thanh niên chuyên cần. Từ ngày giở tay gác kiếm là đâu liên lạc lại đâu. Vì Tilo thích cô nên rất kỳ cú khi nghĩ cô thiên vị Tỏi. Mà coi thường nó khi không chịu bán loại trà sữa mắc tiền kia. Cho anh một bình y chang vậy. Sữa đó mắc lắm, anh có tiền uống không? Thêm việc Ken nói về xuất thân của Tỏi, tôi đã bắt đầu nghi ngờ về trà sữa của cô. Đầu tiên bây giờ là phải tiếp cận Tỏi. Không phải gu tao nha. Nhưng mày lại là gu của nó. Yên tâm đi, tao tư vấn cho. Nhưng mà còn tao thì sao? Mày có nhiệm vụ á, tiếp cận con bò sữa rồi. Con bò sữa gì? À không, con gơ bán trà sữa, được chưa? Nhưng mà muốn tiếp cận thì tiếp cận sao? Anh hùng cứu mỹ nhân. Ken biết Tỏi thích con gái chân quê nên đã xúi cho anh mặc áo bà ba để tiếp cận. Nè, uống thử đi, ngon lắm, anh bảo đảm, uống đi. Vậy hả? Ừ, uống thử đi, miếng thôi. Con gì kìa? Con gì? Đâu hết con gì đâu. Chắc em nhìn nhầm á. Không, không có gì. Em muốn rồi, ngon. Hai đúng không? Lên là đúng không? Ờ. Đã không? Phải đúng không? Đã. Ừ. Cho một chai nữa giống vậy. Lên. Đẹp quá ha. Nhìn cái gì cũng đẹp. Những cái lá lung đưa kìa. Thấy được, mình thấy được cái tế bào lá của nó. Thấy cái, anh thấy cái dịp lục không? Anh ơi, thôi, em về. Ủa, về hả? Về sớm vậy? Em có rồi, em về. Cái này chiêu đã nhà đã lắm. Bye. Bye bye em. Chấp anh hoàn thành nhiệm vụ, mang chai trà sữa của Tỏi về để giao cho công an giám định. Sữa đó nhẹ nhẹ anh mày. Đúng rồi cha, anh em hy sinh vì mày á. Để xem. Chúng tôi đã dàn dựng vụ cướp để Tilo tiếp cận cô thành công. Sau khi Tilo và Trâm Anh đều hoàn thành nhiệm vụ, thì Tỏi cũng bị bắt vì tiêu thụ chất cấm. Công an đã xác minh trà sữa của Tỏi là thành phần chất gây nghiện. Tỏi đã khai là nhận cung cấp chất thảo dược này cho cô và để cô nấu bán cho những thường khách có nhu cầu phê pha và chỉ bán cho khách quen. Theo xác minh của chúng tôi, thì trong chai trà sữa này có chất gây nghiện, đặc biệt là chất cấm. Cho nên chúng tôi yêu cầu anh phối hợp điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chúng tôi đã yêu cầu Tỏi hợp tác để cô không thể chối cãi. Alo, em nghe là Tỏi. À, thương hả? Cho anh đặt 100 chai nha. Tiền bạc mình tính sau. Okay. Đúng theo kế hoạch, Tỏi đã đặt 100 chai trà sữa của cô, rồi tắt máy không lấy. Cô đã đăng đàn nói là bị bơm hàng. Tilo lập tức trở thành người cứu cánh của cô lần nữa để vô được khu vực nấu trà sữa của cô. Tilo đã gắn camera giấu kín để ghi lại toàn bộ sự việc cô điều chế như thế nào. Phạm lần đầu à, mọi người tha cho em đi. Hay là để em ôm mỗi người một cái. Bù nha. Thôi bà nội, lo trả tôi 20 triệu đi kìa. Vậy thì em ôm 20 cái. Thôi, trả nó đi. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Hiện nay có rất nhiều người vì lợi ích cá nhân đã làm việc phạm pháp để trục lợi, đánh vào tâm lý mê trà sữa của giới trẻ. Nhưng cái này có thể bỏ chất kích thích gây nghiện vào. Để tránh sự để mắt của công an, mọi người cần cảnh giác. Khi có dấu hiệu bán trà sữa đã gấp 10 lần ly trà sữa bình thường thì nên cẩn thận. Không sử dụng những chất cấm vào mọi hình thức. Phát hiện và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.